Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, năm nay, dịp nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 âm lịch kéo dài trong 3 ngày, hiện rất nhiều địa phương và cơ sở du lịch đã mở cửa trở lại đón du khách tham quan nghỉ dưỡng. Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 cũng chính thức được khai trương. Và thông tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn có lựa chọn phù hợp trong dịp nghỉ lễ từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 4. Thưa quý vị, thời tiết khu vực Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, có nơi có sương mù. Nhưng ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 19 cho tới 31 độ và có nơi trên 31 độ. Tại tỉnh Phú Thọ, nơi diễn ra nhiều hoạt động trong dịp giỗ tổ 10 tháng 3 âm lịch, thời tiết nắng ráo, nhiệt độ dao động từ 20 cho tới 30 độ. Và riêng tại khu vực Tây Bắc, ngày và đêm 11 tháng 4 có thể có mưa rông. Các tỉnh Trung Bộ, đêm và sáng se lạnh, ngày nắng trời nắng với nhiệt độ phía Bắc dao động từ 19 cho tới 30 độ và có nơi trên 31 độ. Phía Nam từ 21 cho tới 32 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ lưu ý chiều tối có thể có mưa dông cục bộ và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng kéo dài từ sáng cho tới chiều, nhưng mà chiều tối và tối có thể có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 19 cho tới 32 độ tại Tây Nguyên và 24 cho tới 34 độ tại Nam Bộ. Có thể thấy thời tiết trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ 10 tháng 3 âm lịch khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Vì vậy mà các gia đình bạn bè có thể tranh thủ đi du lịch thư giãn sau những ngày làm việc liên tục. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ lễ vui vẻ. Kính chào và hẹn gặp lại. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 75-85%. Khu vực trung du và vùng núi, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ vài nơi, nhiệt độ 18 đến 31 độ, độ ẩm 70-80%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm 75-80%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 18 đến 27 độ, độ ẩm 80-85%.